Dạo này trời mưa, nói chung là bầu trời nó hơi tấu nên là mấy anh điện lực đã thả cái tuyến đường đây để cho bà con đi thấy đường, cũng như là các chuyến xe của làm cao tốc người ta thấy đường để đi, nhưng là rất là hay, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm nha mọi người. 10 điểm. Trên giá thì vời mọi người, nhờ những cái bóng điện đây mà mình đi được, mình thấy rõ hơn, thấy rõ hơn những cái đường nó bị nứt cái nè, tuyệt vời quá. Cảm ơn ngành điện đã tạo điều kiện để cho mình đi được thấy đường. Công nhận bóng điện sáng trưng luôn, không biết của hãng nào biết nữa. Nhận là đúng là một cái giải pháp mà có thể nói là tiết kiệm điện rất là hiệu quả. Điện sáng như ban ngày, quá hay. Đây là đỉnh của chốt.